Ẩn sinh có gì hay? Chào em. Vâng, chào mừng tất cả các bạn đến với trang truyền thông của nhà ứng sinh dòng đen Việt Nam. Bên cạnh mình đây là cha du xe Bùi Quang Minh, giám học triết của Học viện Thánh Du Xe dòng đen Việt Nam. Hôm nay chúng mình sẽ có một số câu hỏi phỏng vấn dành cho ngài. Vâng, con xin chào cha. Câu hỏi đầu tiên chúng con muốn dành cho cha, đó là chúng con được biết hôm nay cha có một bài chia sẻ với anh em ứng sinh dòng đen về một chủ đề rất là hot, rất là thời sự, đó là Big Data. Thế thì một cách ngắn gọn, cha có thể giải thích cho chúng con và các bạn xem theo dõi trang truyền thông của nhà ứng sinh được biết Big Data có nghĩa là gì và cái chủ đề này nó có ý nghĩa như thế nào với anh em ứng sinh dòng tên chúng con? Chào em, chào các bạn. Thật ra thì đúng là một chương trình bắt đầu một năm học với tất cả những điều thuộc về một nhóm rất đặc thù của nhà ứng sinh thì cái đề tài Big Data xem ra nó hơi lạ thật. Tuy nhiên nếu mà chúng ta nhìn cho kỹ thì Big Data tạm dịch là dữ liệu lớn, nghĩa là gì nếu không phải là thật ra thì cuộc sống mỗi người chúng ta đều được gói trong một cái lượng thông tin nào đó. Nhưng mà với đời sống hiện đại thì cái số lượng đó nó càng lớn dần. Và sau đó cái tốc độ xử lý của những thông tin đó cũng càng lúc càng nhiều và đa dạng. Lấy một ví dụ như ngày xưa thì tất cả những thông tin của chúng ta nó chỉ nằm trên những tờ giấy. Nhưng bây giờ nó được số hóa và sau đó nó được thu giữ thành những cái dữ liệu càng lúc càng thống nhất, càng tinh vi. Và như thế khi mà nói về đời sống của chúng ta dưới hình thức của Big Data thì không gì khác hơn để nói một là chúng ta cần có một cái kinh nghiệm một đàng lớn hơn về bản thân mình. Nhưng đồng thời cái yêu cầu đó nó cũng đòi chúng ta xử trí một cách khôn ngoan. Cho nên thật ra thì nó không chỉ dành cho các bạn ứng sinh mà thôi, nhưng dành cho tất cả mọi người. Nhưng mà ở đây như chúng ta đã nói, cái câu chuyện của Big Data nó còn là cái gợi hứng cho các bạn ứng sinh làm thế nào để khám phá ra vị Thiên Chúa. Cho nên cái tựa mà cha chia sẻ cho các bạn là từ Big Data đến Big Deus, từ dữ liệu lớn cho tới một vị Thiên Chúa cao cả. Kính thưa cha, vậy Big Data có ảnh hưởng như thế nào đối với đời sống của người Kitô hữu hiện nay, cách riêng là đối với những bạn trẻ chúng con, những người đang tìm hiểu ơn gọi? Kính thưa cha. Cha có thể nói hai điều. Trước hết, cái câu chuyện Big Data, dữ liệu lớn, nó là một cái ví dụ của mầu nhiệm nhập thể. Con Thiên Chúa khi làm người cũng đã mang lấy một cái thông số nào đó về xã hội, về văn hóa, về đời sống con người. Nhưng mà sau đó người ta xử lý như thế nào để cuối cùng cái số thông tin nó không chỉ là để giao dịch, để có thể liên kết với người khác hoặc là một điều gì nào đó, nhưng mà cuối cùng tất cả những thông tin đó làm thế nào để tạo nên cái ý nghĩa cho cuộc sống của mình. Và như thế thì Big Data, nghĩa là cái câu chuyện của mầu nhiệm nhập thể, nó mời gọi chúng ta đọc tất cả những dữ liệu của cuộc đời mình, từ cái dữ liệu mang tính sinh học hay là văn hóa xã hội tùy cuộc đời, nhưng sau đó thì làm thế nào để làm cho cái dữ liệu đó trở nên một điều có ý nghĩa. Cho nên nó đụng chạm tới cuộc sống hiện tại của các bạn trẻ, những người đang cố gắng đi tìm một định hướng và sau đó một cái ý nghĩa cho cuộc sống của họ trên nhiều phương diện, từ nghề nghiệp cho tới đời sống xã hội, đời sống văn hóa, đời sống tôn giáo. Và các bạn ứng sinh cũng nằm ở trong cái dòng chảy như vậy. Thưa cha, ngoài Big Data nó có phản ánh một phần mầu nhiệm nhập thể, thì trong Kinh Thánh còn có nói điều gì về Big Data không cha? Một câu Kinh Thánh hoặc là một đoạn lời Chúa nào đó. Vâng, có lẽ dĩ nhiên các bạn biết Kinh Thánh là một tác phẩm ra đời cách đây hơn 2.000 năm, cho nên cái khái niệm Big Data nó không phải là một khái niệm có thể tìm thấy ở nơi đó một cách trực tiếp. Nhưng mà một cái ví dụ rất là lớn ở đó là Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là cái năng động để liên kết tất cả những dữ liệu của cuộc đời, cái cách mà Ngài hướng dẫn cuộc đời của chúng ta, liên kết và xử trí tất cả những cái dữ liệu ấy. Cho nên nếu mà em muốn một câu thì nói Chúa Thánh Thần sẽ nhắc anh em nhớ
và Chúa Thánh Thần sẽ dạy anh em biết hết mọi điều, và Chúa Thánh Thần sẽ mang anh em tới cái sự thật tối cao của cuộc đời mỗi người. Như thế thì nếu mà chúng ta nói trong cái ngôn ngữ của Kitô giáo thì Big Data không gì khác hơn là cái năng động của Chúa Thánh Thần đang hướng dẫn, đang thúc đẩy, đang định hướng cuộc sống của từng con người, từng Kitô hữu, và dĩ nhiên trong đó có cả Kitô hữu, có cả tu sĩ của chúng ta. Điều làm nên cái vai trò vượt trội của Chúa Thánh Thần ở trong thế giới ngày hôm nay là như vậy. Ngài không bao giờ già, bởi vì Ngài là thần khí, nhưng mà sau đó Ngài là cái định hướng về Thiên Chúa Cha. Thế thì chúng ta khi đi vào trong cái câu chuyện của Big Data và tất cả những cái cuộc phiêu lưu về công nghệ của thế giới, thì chúng ta biết được rằng đối với chúng ta người Kitô hữu thì điều ấy không xa lạ, nhưng nó là một cơ hội. Thưa cha, qua một buổi sáng cha đồng hành với anh em ứng sinh chúng con, thì cha thấy với chủ đề này thì anh em ứng sinh đã có những cái hiểu biết hoặc là đã có những cái phản hồi như thế nào ạ? Nói sao ta? Chắc cũng có đấy, thấy cũng gật gù hơi nhiều, mà không biết là gật gù do hiểu hay là do buồn ngủ nữa. Anyway, cha nghĩ là các bạn nắm được phần nào cái điều cha muốn nói. Hai điều mà cha muốn nói khi chia sẻ cái đề tài sáng nay không gì khác hơn là muốn các bạn trở thành những cái con người hiểu được cái vấn đề của thế giới. Và có vẻ trong cái cuộc đối thoại với các bạn đã cho cha và dĩ nhiên và sau đó cho dòng thấy điều ấy. Và cái thứ hai nữa là các bạn sẵn sàng để đi vào thế giới trong cái vai trò của người Giê-xu hữu tương lai. Thì cha nghĩ cái điều đó là một trong những cái đáp ứng mà dòng đang mời gọi các bạn. Dĩ nhiên tất cả chỉ mới khởi đầu, nhưng mà cái câu chuyện xử trí đời mình và sau đó thì ngang qua đó để giúp đỡ người khác thì nó đã là ơn gọi dòng tên rồi, cho nên các bạn đã chứng tỏ được điều ấy. Vâng, chúng con xin cảm ơn cha vì đã dành cho chúng con cuộc phỏng vấn này. Kính chúc cha thật nhiều sức khỏe và ơn Chúa trên hành trình sứ vụ của mình. Chúng con xin cảm ơn cha. Thì sau buổi học ngày hôm nay thì chính bản thân em cảm thấy rõ hơn được việc mà nhà dòng yêu cầu ở nơi mỗi người ứng sinh chúng em như thế nào, đặc biệt là trong thời đại Big Data. Thì chúng em có thể đạt được ưu tiên cũng như là có những cái dự kiến trong năm